Đây nè mọi người ơi, mình sẽ cho mọi người xem kỹ cái bánh bò bông nha. Đây nè, đó. Nè, cái này là để nguội rồi nha. Mình xé ra ăn giống như bánh bò bông của người Hoa đó. Rất rất là ngon nha. Công thức rất là dễ, chỉ cần trong vòng 1 tiếng đồng hồ là mình ủ bột xong là mình hấp là có bánh ăn liền. Mình xài nước dừa và đường thốt nốt, mình sẽ nấu lên cho tan đường. Rồi công thức rất là đơn giản, mình sẽ để bên dưới cho mọi người xem nha. Bánh bò hấp đường thốt nốt mới ra lò. Đây là mặt sau của bánh, rất là xốp nha. Mình sẽ bẻ bánh ra cho mọi người xem. Xốp ơi là xốp. Gọt vừa phải, giống như bánh của người Hoa vậy đó. Ngon quá. Bánh bò hấp đường thốt nốt cho nên bánh nó có màu ngà ngà. Cái bánh mình hấp khuôn to như vậy thì mình sẽ coi cho mọi người coi độ dẻo của bánh nha. Thiệt là dẻo luôn. Mặt sau nè, rất là ngon. Mình sẽ cắt ra nha. Trong vòng 1 tiếng ủ thì mình sẽ có 2-3 cái bánh bò mình ăn đỡ ghiền. Rồi các bạn, nó xốp lắm nha.